Má đi lãnh Hello. tiền má. Hello các bạn, má lên mới lên xe, chờ đáng lắm cho má ngồi bên này ha. Hôm đó ngồi sao đó, thấy má lạnh đó. Cũng hơi hơi quá. Mới đón má ra xe để đi lễ, cái xong cái tính nói hỏi má ngày hôm qua con nghe đồn á là má đi lãnh tiền. Má xếp hàng 3 tiếng hả má? Trời ơi 6 tiếng. Trời ơi. Mới về tới nhà là 6 tiếng á. Trời ơi cái gì dữ vậy? Má đi theo ai vậy? Chắc khoảng 5 tiếng hơn. Nhưng mà sao má biết má đi? Chú Khôi chở đi với ai? Sao má biết được? Chú Khôi người ta kêu. Trời ơi. Bàn của chú Khôi kêu. Trời đất ơi, trời ơi, 6 tiếng. Con nghe đồn 3 tiếng mà con còn hết hồn nữa. Má nói 6 tiếng từ mấy giờ tới mấy giờ má? Từ 10 giờ tới 4 giờ chiều. Trời đất ơi, à? Má không biết mệt hả? Ăn gì má? Ơi tự nhiên không mệt chứ. Có tiền của má. Trời ơi, trời ơi. Người 300 tức cười quá trời. Nhưng mà làm sao má? Làm sao? Ta đưa làm cái đơn đưa vô xong rồi có mấy cái phiếu mà đi mua hàng á. Đi chợ á. Dạ. Ta coi mấy cái đó này ta cho tiền là 100 cho cái cạc mà chưa có lời xài nữa. Là coi như là người lớn tuổi phải không má? Trên 55. Mấy? Trên 55 tuổi. Ừ. Là ai cũng được hả? Ừ, ai cũng được. Ai cũng được luôn. Ông bà gì cũng được hết. Nhà giàu nhà nghèo gì cũng được, nhà nghèo rồi nó nhà giàu cũng được luôn hả? Ừ. Ủa sao kỳ á, mình biết vụ này ta. Fan mà tám có ai đi lẫm cái tiền đó không vậy? Giờ mà kỳ nào có nữa má? 2.000 người. Trời ơi má ơi. 2.000 cái thẻ. Ở đâu má? Ở trên chỗ tòa đại sứ gì. Xa lắm. Xa lắm hả? Đi khoảng 15-20 phút. Trời đất ơi. Mà sao tao biết người ta đi đông dữ ta? 2.000 người. Không có thể có thông báo chứ làm sao người ta biết được. Nhưng mà người ngoại quốc hay người Việt Nam mình má? Nam không à. Ủa Việt Nam không à hả? Nhưng mà phải là nghe nói là phải Westminster mới được đúng không má? Đúng rồi. Cái gì kia? Chó đâu? Cái mũi đó kia. Trời ơi. Westminster mà trên 55 tuổi là người ta nói là mua đồ hả má? Mua đồ ở đâu? Ở chợ đâu gần đây mới được nha. Ai mà muốn ở Westminster phải tìm hiểu cái đó. Nhưng mà chừng nào nó có lại hả má? 22 tháng 2. 22 tháng 2 là người ta cho được tiếp. Ừ. Còn vừa rồi là có một ngày thôi hả má? Đúng là một ngày thôi. Ủa trong vòng có một ngày thôi. Ừ. Là hàng chim mà nó đông. 2.000 người. Ừ. Sao má biết 2.000 người? Đông lắm rồi đó. Người ta vô cuối cùng người ta nói. Nói 2.000 người đang đừng có 2.000 cái cạc đừng có lo mấy người, ví dụ mấy người mà vô đó là người ta nói đừng có lo là hết hả? Rồi. Nhưng mà trong một ngày làm sao ha, người ta phải cho trong vòng mấy 2 ngày hoặc là 3 ngày để chia nhau cho nó đỡ đông ha. Rồi mà toàn người lớn tuổi mà đâu phải người trẻ đâu mà đứng xếp hàng quá. Trời 6 tiếng mà má không biết mệt luôn hả má? Má thì chắc khoảng hơn 4 tiếng thôi. Thì đi vô trong người ta làm cái dù để cho người nào đi tới trước thì nó nắng thì vô trong cái dù đó. Xong rồi đứng chập rồi đi tiếp. Vô trong cái nhà để ngồi coi tivi nữa rồi mới tới cái chỗ chụp tiền. Còn ông Khôi á, ông đi gửi xe xong ông đi vô thì đâu ai cho vô. À phải xếp hàng. Hai người xếp hàng rồi. Mà ông Khôi vô thì không được, người ta không cho. Ồ, phải xếp hàng từ đầu lại. Xếp hàng từ đầu rồi. Cho nên má phải đợi anh Khôi, má mới đi về chung. Xong rồi mình ngồi đó mình chơi, mình đợi ông về luôn. Ồ, hẹn về ai mà đưa mình về nữa. Má không biết mệt. Vậy là tính 6 tiếng. Rồi má không có đi chỗ đâu, má đi rết râm. Có, trong
Rồi cho nên là bây giờ sẵn thông báo cho fan bà Tám nha. Ngày 22 tháng 2 ai mà trên 55 tuổi mà ở Westminster thì nghiên cứu coi, để con hỏi anh Khôi coi cái chỗ nào. Rồi xong rồi hỏi chú Hiệp á. À chú Hiệp. Mai mốt chú Hiệp đi á. Ồ vậy hả? Xong Hương rồi đi nữa. Chị Hương nữa hả? À, Hương chưa lạnh, má đem dịch đơn về cho nó rồi. Ủa phải có đơn hả má? Ờ có đơn. Đơn mình lấy ở đâu? Ta đưa mình tờ giấy xong rồi mình đi tới đó lấy. Mình không có thì mình tới đó lấy. Thì có gì nhắn cho bà Tám nha. Nếu mà bà không, nếu để coi coi, nếu mà xin được chú Hiệp cái địa chỉ á, thì Tám bỏ vô cái clip này luôn, để cái địa chỉ đằng sau cái clip nha, cho ai mà trên 55 tuổi mà có nhu cầu mà được, như là muốn được 100 đô á, thì làm theo. Rồi có cái địa chỉ đó, ví dụ lên đó lấy cái giấy đó về. Chắc ít lắm, tại vì người ta lấy hết rồi mà. Lần không nhiều lắm má, tại nhiều lúc người ta không biết á má, chứ đông cái người ta đông mà. Với lại mình phải đi ra chợ mình mua hả má? Mình mua một cái đồ gì mà tổng cộng là 100 đồng hả má? Phải không? Ừ, 2-3 receipt cũng được. À. Ví dụ A Đông, ABC, hoặc là cái chợ nào chợ Việt Nam ấy, như chợ trước mặt nhà mình này. Cây tiền cây. Chợ A Đông. Với lại chợ ABC. Ừ. Có 2-3 cái receipt đưa cho anh ta. À, miễn là mình mua, nếu mà mua cái gì mà 2-3 cái receipt mà nếu mà cộng là 100 đô thì mới được đúng không má? Ừ. Anh chưa có đủ tuổi, anh đâu có được đi xếp hàng. Cái bà kia kìa. Lấy xe cháu của má đi tới đó, má sắp 3 tiếng rồi. Cái cháu má la quá trời, con má mới la, má về đây cho 100, đừng có đứng là đem lấy xe đi đừng đem đi học. Cười chết rồi, cái má bỏ hàng mà đi về. Ồ trời ơi, cười à, lấy xe cháu đi chờ lâu quá, cháu xe đâu đi học. Ờ thì đó. Má về đây con cho má 100 hả, khỏi xếp hàng. Con đâu có biết, con về con nghe chị Hương nói là bà ngoại đi xếp hàng lãnh tiền mới về mà 3 tiếng đồng hồ lận. Cái nói trời đất ơi, 3 tiếng thôi ai chở má đi vậy, hết hồn. Ai vậy giờ nghe nó 6 tiếng luôn. Chị Hương cũng chưa có đi má hả? Chắc đợt sau chị Hương đi á. Mấy tiếng đồng hồ nói cho chị Hương biết á. Nếu vậy chắc người ta đi sớm á, người ta nó phải đi sớm á. Má đi lúc đó là mấy giờ? 10 giờ sáng hả? Vì nếu mà muốn sớm là phải đi 8 giờ sáng á. 55 tuổi là mới được nha. Rồi phải mua hàng, có receipt 100 đồng đưa cho người ta coi, rồi ID thì mới biết tuổi vào cái mặt người đó luôn á. Nghe chị Hương chỉ nói là ID là cái mặt cái người đó, không có được lạnh, giống như là không có được, giống như con muốn lạnh con lấy cái củ má đi là không có được, người ta nhìn mặt nữa, không có đúng là nó đi cho đi về. Cho nên tội nghiệp những người gì lớn tuổi người ta đi giống như má làm sao người ta chịu nổi ha. Nhưng mà ai khỏe thì đi, kệ 100 cũng là tiền vậy má ha. Ai cho mình 100 nhà làm gì không? Nhưng mà tự nhiên người ta cho tiền đó là tiền gì vậy má? Cho tiền chờ chơi vậy đó. Cho tiền chờ chơi vậy đó hả? Hay ha. Vui. 2.000 người là nhiều tiền lắm á em. Ồ nhiều quá. Mà đâu phải 2.000 người là bữa đó không đâu. Ngày 22 này nữa nè. Nhiều lắm á. Cũng nhiều à. 200.000 đô. Tại vì nhiều lúc fan mà Tám không ai biết đâu, nhiều người ta đâu có ý đâu. Bây giờ mình phải nói cho fan mình biết lỡ ai có lớn tuổi thì, tại fan Tám cũng nhiều người lớn tuổi lắm á, thì đi, nhưng mà nhớ rút kinh nghiệm nha, đi sớm một chút, rồi phải đợi, phải đem theo nước này kia nọ, phải đợi hơi lâu à, giống như đem ghế theo ngồi nữa chứ không thôi là đợi lâu.
Người ai mà lớn tuổi quá thì nhớ mặc tải giấy. Nhưng mà chỗ đó có toilet mà má ha. Có. Nhưng mà mình đi toilet rồi mất chỗ mình sao má? Thì có người đi, hai người đi chung á. Ồ, vậy là phải đi hai người. Lỡ có ấy thì mình giữ chỗ cho mình. Thì rồi. Nhờ mấy người mà đến đứng nó đi giữ. Ờ. Rồi, tới nhà thờ chút ra tắm tiếp. Thẳng thẳng xíu. Bên tay phải. Chuyên nghiệp má có dạy thơ má. Bắn cá chuyên nghiệp vậy. Má nãy ngoại nói gì? Ngoại nói gì? Má nói là két coi bắn cá vui quá vậy. Má coi bắn cá. Má coi và tá bắn cá nó nói vui quá, bắn cá vui quá. Rồi đúng, đứng đó mấy tiếng đồng hồ rồi có chuyện gì nữa không má? Đâu có chuyện gì đâu. Cứ đứng gì đó hả má? À. Phải mỏi chân thôi rồi. Đứng rồi cứ đi lên trái mình tới. Nếu mà mình nghe lời ông nói mình đuôi rau là cùng 6 tiếng á. Trời giống ơi. Như ông Khôi á. Ông Khôi ông đi gửi xe mà người ta không cho vô á. Kêu quá trời mới tìm ra. Tìm ra không cho vô. Nói ra làm sao kia em coi mà ra làm sao kia. Anh 55 nhưng mà tháng 3 anh mới 55 đúng không? Ồ mấy em tới tháng luôn, ngừng sắp xỉ luôn. Mấy em chúc qua cũng được 100 rồi đó. Ủa ta, nhưng mà người ta có ưu tiên cho người handicap không trời? Chứ handicap sao mà đứng đó mấy tiếng hồ mà lãnh 100 đồng được? Ưu tiên gì đâu. Nghĩ hả? Đúng rồi, ai cũng vậy chứ ưu tiên. Có đường nào khác gì ạ? Vậy phải không? Cho mấy người ta đi khách hàng đâu là ưu tiên gì? Ờ, đâu có. Xe lăn cũng không ưu tiên. Xe lăn cũng không ưu tiên luôn. Chết mồ vậy sao anh đi lãnh? Cứ đi. Không ưu tiên nhưng mà vẫn đi được mà đúng không? Thì không ưu tiên thôi, thì mình cứ ghét like nhưng mà có xe lăn ngồi. Đúng rồi, chứ nếu vậy anh ngồi xe lăn. Nhưng mà nhưng không mà ưu tiên thôi. Mấy tiếng hồ mùa nắng gì đó hả má? Có nắng không? Đúng rồi, chịu. Người ta làm dù á. Cái khúc xa là người ta làm cái dù để cho mình đi ngoài nắng. Mình vô mình người ta đem nước cho nè. Trời ơi vậy hả? Tốt quá ha. Đem nước nhiều lắm, đem người chai chai. Chắc tới cho người chai nước. Cũng may ông Quang chưa tới tuổi á. Tới tuổi kêu bắt ổng đi lấy xếp hàng lấy tiền. Không biết ai dắt ông đi nữa. Còn ngoại dắt ông đi. Vì ổng còn ngoại dắt đi. Sao má biết hay ghê á. Thì mấy người biết hay sợ. Vậy những người lớn tuổi người ta đi cũng được làm sao người ta vậy là người ta đâu được thôi. Đúng rồi, khỏi lành. Đem được thì thôi. Phải người khỏe mới đi được không, mới lãnh được tiền. Thì ví dụ như ông chồng đi thì lành cho bà vợ được. Ủa vậy hả? Được hả má? Gọi ông Khôi. Chắc ăn hơn là gọi chú Hiệp. Thôi
vậy gọi anh Khôi rồi xin cái địa chỉ để lên đây cho mọi người biết nè, với lại số điện thoại để cho mọi người ai mà muốn có nhu cầu đi lãnh 100 đồng thì theo đó mà đi lãnh ha. Có 100 đồng cũng nhiều chứ. Đi chợ cũng được vậy. Ai đâu cho mình 100 đồng đúng không? Phê mà tám ai mà muốn thì cứ theo đó mà đi lãnh, kệ mất thời gian mấy tiếng cũng được, có được 100 đồng. Ở nhà làm gì có 100, nhưng mà ngoại kìa đi sắp hàng 6 tiếng mới về mới được 100 đó. À, từ 10 giờ cho tới 2 giờ thôi con. Chờ ông Khôi. Chờ tới 4 giờ mới về tới nhà. Chờ ông Khôi. Ông mới đi vô sao, tao cho vô, ông phải đi sắp hàng tuốt ra làm sao. Hôm nay á không có đi ăn nhà hàng, hôm nay đi về nhà ăn cơm, tại chị Hương nó nấu cơm nhà, với lại một phần két á nó phải có hẹn á đi với bạn, cho nên là có một chiếc xe, nó không thể nào mà đi ăn mà ấy, như là phải, nếu mà đi ăn thì phải bỏ két ở nhà rồi mà tám lái xe đi, mình thôi ở nhà, về nhà cái thôi đi ở nhà ăn luôn, với lại chị Thao á rủ bà ngoại về nhà ăn cơm, cho nên là bà ngoại cũng phải về ăn cơm ở nhà với Cẩm Thao. Kêu, tính kêu bà ngoại qua nhà tám ăn cơm, cuối cùng Cẩm Thao hẹn với bà ngoại ở nhà ăn cơm nên bà ngoại phải về ăn cơm đó, cho nên là bây giờ chở bà ngoại về cho ăn cơm với Thao ở nhà ngoại, xong rồi tám về nhà bà tám ăn cơm, tám về nhà bà tám ăn cơm. Trời, hồi đợt á tụi mấy đứa nhỏ á cousin á tụi nó cũng coi cái gì ở đâu trên TikTok á, cái nó kêu chở lên đó xếp hàng mua đồ. Trời ơi nó lâu đông lắm, đông quá trời đông luôn, má ơi là trời luôn, chịu nổi luôn. TikTok của ai nổi tiếng lắm hả? Không, ý là TikTok bình thường thôi nhưng mà cũng được mấy ngàn người coi. Trời nó đông gì đâu luôn. Con kêu cũng ăn. Thao không có trả lời. Nói nó mua đồ ăn đi chứ. Về không có gì ăn. Tôi về tôi nấu cơm cho bà ăn với muối. Trời đất ơi. Ăn với muối mè. Cơm ăn với nước tương. Phải tính gọi chị Hương chiên thêm trứng cho má ăn với con. Phải sợ má ăn cái kho quẹt nó mặn. Cho nên là con cứ muốn kêu chị Hương kho trứng, chiên trứng cho má ăn, mà cuối cùng má nói về nhà ăn thì thôi. Cái chuông điện thoại của bà ngoại hết hồn trời. Đứt cái tim. Sẵn đang nói vụ kho cá, bây giờ cái giá nó sẽ lên xuống tùy theo mùa. Anh Quốc ảnh nói á là người ta tôm khô cũng chưa chắc có nữa, tại vì người ta ví dụ như từ ngay biển tích sạch luôn, người ta chài xong người ta làm luôn, người ta phơi khô, người ta làm tôm khô á, cho nên là không có biết cái lúc nào người ta chài được cái tôm nhỏ, hay là người ta chài được cái tôm lớn, hay là người ta chài được cá lù lù nhiều hay ít. Nếu mà ít thì phải mắc tiền, còn nếu nhiều thì mình rẻ tiền, tùy cái lúc mà người ta chài á, người ta làm biển á. Cho nên giá nó không có giống nhau, cho nên là không có cố định. Thì ảnh mới nói để coi tới lúc đó, nếu mà mùa mà coi cái giá người ta bán bao nhiêu cho mình á, thì bán rẻ. Mà hiếm thì bán mắc. Cho nên là giá là tám sẽ báo sao nha các bạn, nhưng mà chắc chắn là không có bán mắc cho mọi người. Anh Quốc ảnh nói là ở trên mạng á, chị lên coi đi, nó bán một ký cá, một phao cá lù đù 30 đồng, mà trong khi mình bán có 12 đồng. Đó là biết là cái mình bán như thế nào, hơn một nửa luôn á. Anh nói vậy chứ tám không biết giá cả gì hết trơn á. Tôm khô ở ngoài người ta bán 35 đồng một gói tôm khô nhỏ đó nha anh, tôm khô bự là 40 đồng, là các bạn đủ hiểu là bà tám bán như thế nào rồi đó. Bye má. Dạ, bye má. Về má. Đặt tiền nữa nha má.
Ừ. Lạnh tay nữa cho lạnh nữa. Chưa tháo dây ra mà đi. Rồi, đi thì đó, nhiều lúc mà mình không có biết á, mình không có biết là giá cả làm sao á, mình nhắm mình bán sao cho mà cho ok á, thì mình ké cho nên mấy giá đó. Còn anh Quốc ảnh á, bây giờ là nó tùy theo mùa, nên là cái giá nó không bao giờ cố định, nó trồi sụp. Thì ảnh có nói gì đó, ảnh có nói là ở ngoài người ta bán trên mạng á, bán cá lù đù một nắng là tới 30 đồng. Mà ảnh nói á, là nếu mà khô mà mình với lại còn cái này nữa nè, để kể cho các bạn nghe. Tám bị một cái thùng hàng mà đi qua Philadelphia mới hôm qua, chị đó chị nhắn, chị nói là chị gọi, chị nói là trời ơi, cái thùng đó nó bị đi 3 ngày cho nó mới tới, cho nó bị thối luôn. Cho nên anh Quốc anh nói đừng có đi ship, chị không có được ship hàng này, chị không có ship xa lâu. Ship ví dụ 1 ngày 2 ngày là quá rồi, mà ship mà nhiều lúc nó xui á, nó thùng hàng nó lạc á, nó quắc luôn, coi như bỏ luôn, đâu có ăn được. Thì á, ảnh nói là mình bán trong local thôi, nếu mình muốn ship ai mà ở xa muốn quá thì ship cho họ, nhưng mà mình phải kêu họ là phải trả cái tiền shipping overnight. Nếu mà được á, thì mình ship, tại vì mình ship từ ví dụ như từ buổi trưa phải không, overnight ngày mai là có liền, qua cái một ngày á là nó không có hư. Mà mình ship mà bình thường á nó rẻ hơn một chút, nhưng mà ví dụ như mà là nó hư nguyên cái thùng cá nó cũng như không mà. Cho nên là cũng như đó, hư một thùng cá là thà cúng luôn. Cho nên là tám bị cái thùng đó với lại một cái thùng nữa, bị hai cái gửi đi rất là nhiều, nhưng mà bị hai cái, phải không? Bây giờ mình nói là nó hên thì nó đến đúng 2 ngày, còn nếu mà nó xui nó lạc 3-4 ngày, nó trễ một chút là nó thối quắc luôn. Ơi, không đợi đậu rồi, vô đi con, đậu vô đi con. Cho nên kỳ này á, tám phải rút kinh nghiệm. Tám mới nói là ai mà ở gần đây tới lấy á, thì ok, mà nếu mà ở xa á, thì nhớ cho tám giống như là mình không phải cho mình tiền shipping, nhưng mà chịu trả tiền shipping overnight á, thì hãy mua, còn không thôi nếu mà không có điều kiện thì không có nên mua. Cái chị đó tội nghiệp lắm, chị nó mấy chục năm rồi chị mới được ăn cá lù đù, quên cá lù đù hoài, cái gì? Đúng rồi, cá lù đù. Trời ơi, cá lù lù hả? Chỉ mới được ăn, chỉ mua bà tám cuối cùng, trời cái thùng đó, chỉ buồn với nó, trời cái nói, cái mình tám cũng nó hồi buồn để em. Hả? Mình cũng thì buồn. Mình cũng buồn nữa. Xong cái cuối cùng đó, hả, trời ơi, tội nghiệp chỉ nó thôi kỳ sau nếu mà có, em sẽ gửi cho chị overnight. Tới liền, cái chị nó ừ, gửi vậy đi. Cho ấy, ba bà tám dễ thương. Ừ. Không có giận dỗi luôn. Không có giận mà cả chị nói là ông này không phải lỗi của tám. Chị biết cái này là tại vì không phải lỗi, tại vì biết bao nhiêu người ta nhận được, người ta cảm ơn tám quá trời, nó trời cá ngon quá tám ơi, 2 ngày là tới là không có bị. Thì anh Quốc anh ấy nếu mà muốn không bị hư thì mình phải phơi, mình là chị phải chịu khó, chị mở ra chị phơi thêm 1-2 nắng nữa đó. Trời ơi, sao được, nó có biết làm cái đó đâu, trời phơi rồi đóng gói rồi nữa sao biết làm được cân nữa. Trời ơi, nếu mà không muốn không hư là phải 2-3 nắng nó khô lại. Nhưng mà nhiều người ta đâu có thích ăn khô như vậy đâu. Người ta thích ăn một nắng, người ta chế biến nó dễ hơn, nó không có bị mặn. Thôi, bây giờ mình đi vô ăn cơm một cái đi. Chị Hương làm đồ ăn sẵn nè. Thịt kho nè. Kho quẹt của Hương nè. Đồ xào. Canh. Nè, cuốn sổ của bà Tám nè. Sổ Tám để đây để... ai order nè hả, tấm làm nè, order là tấm ghi vô nè, không bữa giờ cũng order được một ít rồi, nhưng mà có những số điện thoại tấm không chưa có
tấm nhật chụp cái hình lại á, tấm ghi số điện thoại à, chưa có gọi để họ chưa có biết ký, chưa có biết bao nhiêu thao để ghi vô. Nói gì quên mất tiêu, nãy đang nói ngoài kia. Đang nói cái gì ta? Ăn cơm này, ăn cơm. Xin mời các bạn ăn cơm. Xin mời các bạn ăn cơm. Bữa cơm chủ nhật. Lâu rồi chủ nhật mới về đây về nhà ăn cơm á. Lâu lâu về nhà ăn cơm, mình thường đi tiệm ăn. Dù cá này nè, gãy bị hư nè, tai hình nè. Ừ. Nó hư luôn. 10 pound á. Cho nên là anh Quốc ảnh nói là tôm khô cũng vậy nữa, tôm khô nhỏ ảnh cũng đã, ảnh đã hỏi người ta rồi, người ta nói là để người ta coi, người ta coi coi người ta chài được, tại vì công nhận nghề biển á mình đâu có biết ha, mình đâu có đúng rồi. Mình đâu có biết đâu, thì ý là nói là khi ra biển trúng luôn thì được, đúng rồi, khi nào trúng á nhiều á thì người ta sẽ bán rẻ cho mình, đúng rồi. Còn ví dụ không có cá cái mùa đó nó không có ốc thì đó, nó sẽ mắc. Còn tôm cũng vậy nữa, cái tôm nhỏ mà nó người ta làm được nhiều á thì người ta sẽ lấy giá rẻ. Không còn nghe nói là năm ngoái cá lù đù rất là mắc luôn á, năm ngoái á không có cá đó, cái năm nay thì có cho nên nó rẻ. Nhưng mà trên mạng nó vẫn bán mắc mấy như rồi tôm khô ở ngoài á hả. Chị Hương chỉ nói người ta bán một nhúm tôm khô nhỏ vậy nè, một nhúm vậy nè mà 10 đồng á, mà trong khi mình bán một thao có 17 đồng tôm khô nhỏ đó. Hèn chi mà đâu có biết, ủa sao nhiều người ta đòi tôm khô nhỏ như vậy ta. Tôm khô nấu canh á, người ta thích ăn tôm khô nhỏ nấu canh á. Nhưng mà tôm khô lớn người ta cũng mua nhiều lắm á. Mà tôm khô lớn ở ngoài bán là 40 đồng một phao. Nhưng mà tôm khô đâu rẻ. Ở Việt Nam tôm khô triệu mấy mà. Hả vậy hả? Ừ. Ở Việt Nam hả? Ừ. Mình không có biết luôn á. Tôm khô ngon. Người ta không biết giá cả rồi, không có chợ biết. Nè Tấm cứ ghi vô nè, ai mua tôm con nhỏ thì Tấm ghi vô, mà Tấm vẫn nhận order, Tấm ghi vô như vậy á, rồi để Tấm tổng kết lại. Còn cái giá thì Tấm sẽ báo sau, ai được á thì ok nha, còn ai không được thì thôi, có như là mình thuận mua vừa bán nè. Mình ai mà thấy nhắm được thì cứ mua, vẫn giữ order, còn nếu mà ai mà nhắm không được thì Tấm sẽ gọi điện thoại. Khi nào mà có hàng Tấm sẽ gọi điện thoại cho từng người để Tấm check lại cái order, kỳ này rút kinh nghiệm rồi. Trời ơi, vừa rồi cái chị gọi Tấm, cái Tấm nhìn lại tin nhắn, trời ơi chết rồi, chị order trước luôn á, mà trong khi bây giờ không, chị không có cá luôn, tôm khô cũng còn cho chị luôn. Nói chị order từ lúc mà trước khi hàng về luôn á Tấm. Nói trời ơi, mình xin lỗi quá trời luôn. Mình nói là trời ơi em không biết tại sao mà em không có thấy cái đó. Rồi Tấm có chụp điện thoại lại rõ ràng, Tấm có ghi, mà hình như cái lúc đó mình gọi lại không được hay sao á. Em nhớ là em có ngồi em gọi lại hết tất cả các số gọi mà em ghi, nhưng mà có số gọi được, có số gọi không có được, không có trả lời máy. Rồi làm sao rồi mình đâu có nhớ đâu. Xong rồi mình tưởng mình gọi hết rồi, mình cũng quên, mình cũng có mát cái dấu á, mà mình không nhớ là mình mát là tại vì sao mình mát cái dấu đó. Tại vì quá nhiều chuyện không có nhớ nổi, mà một mình làm mà đâu có nhớ nổi không. Có mấy người bạn của em nói em không, nhổ gàn ghê luôn, quá gàn ghê, nó dám bắt cá mình đó. Bữa đó tưởng có hai mẹ con à, ai nhà đâu có muối kia vô cứu giá. Nhổ gàn ghê. Mình không bán. Ừ. Mình không bán gì. Thì em có biết đâu, em phải thử chứ. Về cá lắm hai viên rồi. Không có một viên chứ, chết rồi. Cá mà, nặng chứ. Thì
Thì thấy ham á thì bán thử thôi thì sao. Hôm qua cũng nói đâu không, mai anh có cần anh phụ gì không? Anh phụ gì, anh tính phụ em gì? Tính tiền. Trời ơi, dễ nhất. Làm sao anh cho anh phụ đếm tiền ha? Phụ đếm tiền với phụ tính tiền hả? Ngồi ngay cái bàn vậy đó hả? À. Biết làm sao có bán được không tại chị Khanh chỉ về á. Hôm qua chị nói sao mày quậy quá vậy thôi. Tao mới đi có một tháng mà mày quậy quá. Gần 2-3 tuần. Thấy gần 1 tháng rồi đó. Gần 1 tháng. Ăn cái dĩa xoài đồ xào cho hết nè. Không mình ăn với cái dĩa đồ xào mới. Thì Thanh nói mày gan quá. Mày quậy quá. Tao bị mới đi á hả? Có một thời gian là mà mày quậy quá. Mày bán tùm lum. Bữa nay chị xuống không? Không, bữa nay chủ nhật chị mới xuống. Bữa đó chị Khanh tới mà lu bu chứ là chị Khanh chưa có tinh thần để nói chuyện với các bạn. Chị Khanh để nó để chị Khanh ổn định lại chút xíu rồi lúc đó chị Khanh mới lên chia sẻ. Anh Hoàng kể nhiều chuyện cũng ớn ha. Ừ. Anh Khanh kể nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Xếp cá đi Tiểu Bang á. Mà mình mới lần đầu tiên mình đâu có kinh nghiệm. Open nay là sao? Open nay là ví dụ như là bữa nay ship là ngày mai tới liền. À. Trong một đêm á. Chứ không phải ship nhanh á. Trong một đêm là tới liền. Chứ không phải bình thường. Mà UPS á thì anh muốn nói là có 25 đồng mà 5 pound là có 25 đồng tiền ship thôi. Bắt đầu tăng lên 10 pound thì bao nhiêu đó nó tăng lên từ từ tiền từ từ. Có bữa anh ai có hẹp hai trăm mấy rồi. Lộn sao á. Trăm mấy đồng mà có 200 mấy ai gửi. Ờ 200 mấy hỏi 10 pound UPS gửi nhiêu anh. 200 mấy chục đồng nó trời gì dữ vậy. Ông nói thì trong nãy ghi sao tôi ấy lại. Mà hỏi gọi hỏi á. Mà phải đưa cho người ta cái zip code. Người ta báo giá tự nhiên bán được zip code ở North Carolina. Hai trăm mấy. Kêu 200 mấy. Nó tới ghê vậy. Em mấy. Tại xa như nọt xa á. Nhưng mà xa cũng đâu có mà dữ gì. Nó như ổng lộn cái nó chỗ anh có lộn vậy á. Không, ở trong này ghi sao tôi báo vậy. Nó chỗ mắt của anh ơi. Mà trong khi Hương nó gửi giò thủ á 10 pound có 20 đồng à. Bởi vì bữa lần mới em tưởng là 20 đồng mà đi trong nước Mỹ em mới báo em nói mọi người là có 20 đồng à. Ai nhà không phải thôi cái zip code mới được, từng cái zip code mà người ta báo giá cho mình chứ không phải là đồng hết đâu. Tại vì nước Mỹ mà có chỗ xa, có cái chỗ gần đâu, có ví dụ Cali, San Jose giá khác, còn đi trên tỉnh North Carolina là khác. Ừ, bờ đông người kia nha. Nó xa nó khác. Cho nên là kỳ này ở nếu mà ai muốn ship xa, kỳ này em sẽ ship cho chị ở Philadelphia cái khác mà tiền overnight cho chị. Kỳ này để coi chừng nào mới anh giúp ảnh nói là khoảng 1000 pound hoặc là 1500 pound á là ảnh mới chở qua. Cho nên fan mà 8 nhớ order đi. Order thêm cho nó nhiều rồi mới chở nha các bạn. Nhưng mà thấy nhiều quá, 1000 bao hơi bị nhiều. Vừa rồi á tại vì mới, còn bây giờ vừa rồi mới thì fan 8 order nhiều quá. Cũng gần cỡ đó nhưng mà bây giờ fan 8 đã order rồi, đã mua rồi, bây giờ phải đợi cả tháng á mới có nhiều người ta vừa lấy về xong người ta ăn. Người ta thấy ngon quá cái người ta order thêm liền đấy. Bữa nào có cho chị nữa nha, 8 để dành cho chị nữa nha, 50 pound gì cũng được. Có người mua 30 pound tôm luôn. Trời đất ơi, nó cho chị order 30 pound tôm cái tánh ấy. 30 pound hả chị? Cái nói, 30 pound. Nó ok để có gì em ghi vô. 30 pound tôm nhỏ, tôm lớn ta. Đó cái chị đó chỉ là 30 pound.
tôm lớn không phải tôm nhỏ. Ai mà order tôm nhỏ là tấm ghi chữ nhỏ, còn ai mà order tôm lớn thì tấm không có ghi, tại vì thường thường là bán tôm lớn mà không có bán tôm nhỏ. Nhỏ không có hàng nhiều cho nên bởi vì ở ngoài nó bán mắc làm vậy á, tại vì người ta đâu có hàng. Người ta ví dụ như người ta chài lưới ở dưới biển lên, có nhỏ là người ta phơi nhỏ, có lớn người ta phơi lớn, người ta phơi cho khô xong người ta mới đóng gói người ta bán, người ta đem đi bán đó. Cho nên là nhiều khi á, người ta bán mắc, nhiều khi người ta bán rẻ là bởi vì hàng nó hiếm vậy nha các bạn. Thôi bây giờ Tấm ăn cơm đây, Tấm bye bye các bạn tại đây nha, hẹn các bạn lại clip sau. Chiều nay ăn muối tới, ăn muối đem lẩu dê tới ăn ngon lắm. Rồi có gì nếu mà có gì vui vui thì quay các bạn xem. Bye bye, see you again. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.